Rồi, hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với di động Nhật Nam. Thì theo Nhật Nam được thấy thì cái thị trường về sử dụng điện thoại cũ iPhone ở Việt Nam của mình là rất là mạnh. Chính vì vậy, có nhiều bạn bảo là kênh của mình tại sao review nhiều iPhone quá, mà ít review những dòng Android. Thì thực tế ra mình không biết là những nơi khác như thế nào. Nhưng riêng ở shop di động Nhật Nam thì bán đa dạng, tức là Samsung, Oppo, Vivo thì mình cam kết là bán hàng chính hãng có nghĩa là những cái máy xài hệ điều hành Android là mình cam kết chỉ bán hàng chính hãng, hai à, sim và máy uh, cam kết là máy uh, chuẩn Zin, cam kết là hàng chính hãng, không bán máy sách tay đấy. Và đối với dòng iPhone thì mình uh, sẽ bán cái sản phẩm là chuẩn quốc tế, Zin nguyên bản và sẽ không bị sửa chữa trên men, không bị thay thế màn hình linh kiện vào máy. Vì một cái iPhone nó giá trị hay không là ở hai cái món đồ đó một là men, hai là màn, ba nữa là camera, ba món đó mà các bạn biết là nó nguyên zin rồi thì yên tâm và các bạn theo dõi kênh di động Nhật Nam thì cũng thấy Nhật Nam luôn luôn nhập nguyên con về, nguyên con về tức là có vỏ đẹp ken có và có có thể là 99 có và có thể là pin cao 9x có và pin 8x có thậm chí pin bảo trì cũng có tức là mình sẽ nhập nguyên cái lô như thế xa cả để biết rằng cái máy đó chuẩn chỉ là 100% phần zin rồi sau đó về bên mình nếu lọc ra cái nào pin bảo trì đương nhiên mình phải thay pin cho các bạn và thay pin thì bên mình sẽ phải cam kết là thay pin tốt và test kỹ cho các bạn trước khi xuất cái hàng đấy ra khỏi kho bán cho các bạn nhé nên các bạn cứ yên tâm và hôm nay thì cái nhu cầu thị trường iPhone mình biết là rất là lớn thì mình không biết là shop khác thì bán có nhiều như mình hay không nhưng của mình thì thực tế ra iPhone nó phải chiếm ưu thế khoảng 60% rồi sau đó mới đến Samsung, Apple và Vivo chỉ chiếm doanh số bán khoảng 40% nữa thôi 60% là iPhone đấy cho nên vì vậy mình tại sao mình lại quay nhiều iPhone như vậy bởi vì thực ra làm ăn buôn bán thì các bạn biết bán cái gì được nhiều thì bán thôi thị trường người ta tiêu thụ cái gì thì mình bán cái đấy chứ làm sao mà mình theo sở thích theo ý muốn của mình được đó chính vì vậy hôm nay mình lại tiếp tục review iPhone cho các bạn nhé và iPhone thì hàng đến rồi hàng lại đi và hàng còn lại thì cũng nhiều cho nên là mình cứ lên để cho những bạn mới vào xem À, xem và chọn mua ủng hộ cho mình à, do là bây giờ thứ nhất là mình hướng tới cộng đồng và hướng tới một cái cách buôn bán à, nó 4.0 một tí nha nó 4.0 một tí cho nên mình chỉ review trên clip như thế này các bạn vui lòng đăng ký kênh di động Nhật Nam nhấn chuông bật thông báo để khi có video mới nhất các bạn kịp thời xem và chọn lựa máy các bạn muốn mua sau đó liên hệ đến số hotline của di động Nhật Nam là 0979 782366 hoặc là số 0367 709123 để các bạn đặt cọc mua hàng À, chứ còn mình không phục vụ theo phong cách truyền thống như ngày trước nữa ngày trước thì các bạn hay thấy cái phong cách truyền thống là các bạn đến shop thì sẽ có nhân viên một kèm một ra hỏi các bạn chào hỏi gật đầu cúi đầu từ cửa vào và tư vấn cho bạn cho đến lúc các bạn đi về mua được cái máy thôi có thể mất hai ba tiếng thì như thế nó, nó nó sẽ các bạn biết là như thế nó rất lãng phí còn như bên mình đây bây giờ không chụp hình ảnh qua zalo luôn để tránh tránh mất thời gian tránh mất thời gian mình phục vụ theo cái phong cách gọi là nhanh như chớp luôn Đấy, nhanh như chớp nhìn là thích yêu là chốt đấy có nghĩa là các bạn xem clip thích phong cách bán hàng của bên mình rồi thấy hàng chuẩn rồi ok rồi các bạn gọi điện đến mình là chốt luôn để tránh mất thời gian tốn đỡ tốn tiền điện thoại của cả đôi bên đúng không chắc chắn là tốn tiền điện thoại của các bạn rồi vì các bạn gọi cho mình mà đó nhưng à, điều đó thì tránh lãng phí và thứ hai nữa là nó phải theo cái phong cách à, thời đại tên lửa càng ngày nó càng à, tiến tới vũ trụ rồi chứ làm sao mà cứ ở mặt đất là là dưới mặt đất hoài cứ gọi là phong cách truyền thống chi phí rất là nặng, thuê một nhân viên một tháng bây giờ đâu phải ít tiền, thuê một cái mặt bằng đâu phải ít tiền. Đấy còn phong cách bán online không cả chụp hình ảnh nữa thì tiết kiệm rất là nhiều thời gian rồi. Đấy review này là bán và bên mình thì cam kết rằng là chỉ bán hàng chất lượng và hàng zin. Với cái chế độ bảo hành có thể nói khủng nhất trên thị trường hiện nay là bảo hành một đổi một trong vòng 6 tháng mà không phải thêm chi phí. Có nghĩa là mình biết có những nơi có những gói bảo hành họ bán ra 18 tháng, 12 tháng nhưng họ bán họ bán cho các bạn cái đấy gọi là bảo hiểm các bạn mua bảo hiểm rồi chứ không phải là bảo hành nữa nhá cái đấy là bảo hiểm các bạn bỏ tiền ra mua và các bạn biết là 100 gói bảo hiểm đó họ bán ra thì có bao nhiêu gói họ phải đền đâu đúng không nên là họ rất là lợi ở cái vấn đề đó máy thì thực tế không phải là cái nào bán ra cũng hư cũng lỗi đâu các bạn đó cho nên là nhiều bạn mua máy của bên mình cứ hỏi những cái câu hỏi như bảo lỡ lỗi thì phải làm sao thì mình nói thật với các bạn nha tại sao người mình kinh tế chậm phát triển hơn người nước ngoài như ví dụ như người Mỹ là vì mình cứ tính cái chuyện tương lai nhiều quá. Mình cứ mất thời gian cho cái việc nó không xảy đến. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì chắc gì nó đã lỗi, chắc gì trong 6 tháng nó đã lỗi mà các bạn phải tính đến cái đường lỡ lỗi thì làm sao, đúng không? Thì lỡ lỗi gửi về mình đổi thôi chứ có làm sao đâu, còn các bạn phải nghĩ phải lạc quan lên rằng các bạn rất là may mắn. Các bạn may mắn là mua được một cái máy zin tốt, không bao giờ lỗi. Các bạn phải nghĩ điều đó, đừng nghĩ là nó sẽ lỗi các bạn nhé. Rồi, hôm nay chia sẻ đến đây thôi. Thì nói nhiều quá nó loãng clip. À, bây giờ giới thiệu máy luôn và chắc chắn là máy ngon và máy mới về thì phải giới thiệu trước, sau đó thì mới giới thiệu những cái con mà về sau. Đây thì hôm nay mình có XS màu vàng. Máy về thì mình kiểm tra rồi, mình vừa kiểm tra xong. Thì mình thấy máy là ngoại hình keng, chuẩn zin ok. Đấy. Chuẩn chuẩn zin ok và mình không tự tin lắm cho nên mình cũng đã mở máy ra rồi mình khu hết tem mình mở máy ra rồi mình mở ra mục đích để mình kiểm tra cái men bên trong xem có zin không thì mình mở ra thì là zin ok hết các bạn yên tâm nhé bởi vì chính mình là người chịu trách nhiệm cho các bạn cho nên mình phải kiểm tra mình được quyền mở máy là kiểm tra mở máy là kiểm tra khác với lại cái chuyện mở máy ra để sửa các bạn nhé hai điều này nó khác nhau các bạn phải quan điểm rõ ràng cho mình và bây giờ mình sẽ cho bạn xem chi tiết về những con máy này và có giá bán cụ thể luôn đây là iPhone XS XS nhỏ XS nhỏ có nghĩa là màn hình chỉ có 5 in 8 thôi các bạn nhé và đây là con XS mã Mỹ bộ nhớ là 256 g bộ nhớ là 256 g máy màu vàng zin đẹp chuẩn và đây mình sẽ kiểm tra màn hình cho bạn đây là một chiếc màn hình zin chu tông đầy đủ ok tuy nhiên trên thị trường bây giờ thì có thể người đã người ta đã fix được chu tông, nhưng với cái mắt thợ của mình đảm bảo rằng mình nhìn đây là màn zin là mình biết là màn zin và thậm chí mình đã mở máy ra rồi thì không lẽ mình không biết là màn zin, đúng không? Đó các bạn cứ yên tâm. Còn đối với các bạn mà có kiểm tra thì kiểm tra bằng rời. Đúng không? Đấy, mình cứ chia sẻ thật lòng như thế. Còn các bạn ok mua của bên mình thì các bạn đã được cái sự bảo đảm tới 6 tháng một đổi một. Đấy, lại còn cam kết là máy quốc tế chọn đời máy luôn ví dụ trong quá trình hết hạn bảo hành rồi mà phát hiện là máy lốc các bạn vẫn được đổi đấy sướng chưa đó còn đây tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra luôn cái Face id cái này thì nhiều bạn sẽ rất là quan trọng nó đây để mình xem cái này hình như là đây để mình xóa đi đã hôm bữa mình có hồi nãy mình test mình tự nhiên mình cài vào trước rồi nên giờ mình phải xóa đi các bạn nhé xóa đi rồi mình mới, 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 mới cài lại cho bạn xem được đó. mình tắt mật mã đi là tự động nó nó, nó 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 xóa hết cái face đi cũ đi để mình cài lại cái face đi mới máy thì ngoại hình mình thấy đẹp lên keng xà beng chuẩn cực kỳ chuẩn các bạn nhé đây face ID đây thiết lập face ID đây thiết lập face ID thì các bạn chỉ cần đưa cái mặt chúng ta vào cho nó nhận diện sau đó các bạn lắp đấy ok ok chưa rồi xong quá nhanh quá nguy hiểm tiếp thêm một lớp nữa đấy phải lắc cái đầu lắc cái mặt để nó nhìn đủ cái cạnh của mặt mình thì nó mới nhận được nhá đấy nhiều bạn cứ ngồi ngay đơ ra xong rồi không ấy rồi đặt mật khẩu thì các bạn đặt mật khẩu các bạn phải nhớ cái này không ai nhớ hộ các bạn nhá đó mình thì mình cứ đặt sáu số để test cho bạn xem thôi cho nó dễ xóa đúng không ok như vậy là bạn thấy phe đi là ok ngon lành mình thử mở luôn này mình thử mở máy này. nhìn phát là cái cái khóa ở đây nó mở rồi các bạn thấy chưa khóa đây mở và gạt mà mình phát là mở không còn mật khẩu gì nữa đấy là Face ID đấy nhận diện khuôn mặt đấy máy thì dĩ nhiên là ok cam cũng là ngon lành các bạn nhé đấy rõ nét nét căng đó chuẩn chỉ này và cái quan trọng nữa thì con máy này là một con máy zin và tình trạng pin zin của nó còn 8 x dòng này pin zin giờ 8 x là chủ lực Nhá, nhưng mà xài rất là ngon các bạn yên tâm xài pin cầm đồng hoàng mình đã test rồi và đây cụ thể pin chỉ có 84% thôi và giá bán là 7 triệu hai bảy triệu hai các bạn nhé 7 triệu 200 nghìn iPhone XS màn hình 5 in 8 nhỏ máy đẹp nói chung là sạch sẽ nhập nguyên con zin về đó không đụng chạm gì hết nhá không đụng chạm không dao kéo không xì ba tiếp theo một con nữa con này là đắt hơn con này cũng y hệt như thế cũng là iPhone XS 256 ghi chuẩn chỉ những con này mình thấy tình trạng pin nó cao pin nó còn 90 pin còn nguyên zin 90 phần thì chắc chắn rồi đây những cái thứ khác thì mình test rồi không cần thiết nữa mình làm mẫu cho bạn một cái thôi nhá đấy 256 ghi mã Mỹ đây còn thích màn hình độ sáng chỉnh sáng rực rỡ lên để cho các bạn thấy này đấy chu tông cho tiếc là các thứ là đầy đủ nhá mình là không bán máy à, à, sửa chữa đâu chỉ bán máy zin nhập nguyên con thôi về nếu pin thì mình chấp nhận pin hư mình cũng nhập pin hư mình nhập về bên mình tự thay pin đấy là yên tâm cho khách nói thẳng ra vậy trắng phớm điều vậy nhưng mình nhập là phải nhập nguyên con nguyên si không chưa được đụng chạm tôi về tôi kiểm kiểm tra thẩm định rồi tôi lựa con nào cũng được tôi loại tôi trả lại cho không đúng không đấy đó là nguyên tắc làm việc của mình các bạn cứ yên tâm nhá theo dõi kênh mình lâu chắc các bạn cũng biết rồi à con này pin tới 94 phần đấy pin 94 thì cũng gọi là pin 9x chứ còn mình không so đo 12 phần đâu giả sử nó là 90 91 hay 92 93 94 gì thì có thể nó vẫn tụt có thể 94 này tồn lâu ngày mà không sạc có thể nó vẫn báo ảo lên 94 nhưng vài bữa nó tụt xuống 92 hoặc 90 đó cũng là cái điều hết sức bình thường nhưng mà cứ pin 9x là mình bán đắt hơn 300 hoặc là ai kỹ lưỡng muốn chơi pin thay thì mình cũng bán đắt hơn 300 so với dòng pin 8x đấy nói rõ với bạn nhé và đây con này pin cụ thể là zin nguyên 94 chứ không có thay thiết gì nha còn con nào thay thì cũng bán đắt như là các con này đấy con này là giá là 7 triệu rưỡi và nếu như bạn nào mà giả sử gặp cái đợt nào đó pin nó chết pin thay vào thì thay vào thì cũng ngon quá rồi thay vào thì cũng ngon quá rồi xài êm và bên mình chỉ thay pin chuẩn thôi đấy báo phần trăm ngon lành đấy còn như con này pin zin 94 thì 7 triệu rưỡi nhá còn pin thay cũng 7 triệu rưỡi đấy mình phải rõ quan điểm như vậy bởi vì mới có một anh khách là vừa rồi đổi cái tám lót cho mình lên con xs là yêu cầu mình thay pin luôn đấy cho nên là mình phải báo cho bạn để biết đôi khi thay rồi xài rất ngon Chứ không phải là không ngon nhiều bạn cứ quan điểm thay không ngon không có đâu thay ngon tiếp theo là 11 pro 11 pro này là màu gold 64 ghi mã nhật và bây giờ thì mình khẳng định với các bạn rằng mã nhật mã hàn mã mỹ hay mã lào giống như nhau bởi vì cùng một mẹ đẻ ra cùng là của mỹ sản xuất ngày xưa người ta không thích cái mã nhật mã hàn bởi vì chụp hình nó kêu có những ông là đam mê chụp nén thì không chụp được chứ còn bây giờ thì không ai chụp lén nữa xã hội càng ngày càng văn minh bây giờ chụp thẳng mặt luôn nha chụp thẳng mặt luôn xem trực trực tiếp trực tuyến luôn chứ không cần phải chụp lén nữa đúng không nên là bây giờ đây à, khi mà hãng nhà táo người ta cũng thấy cái điều đó là, là vô nghĩa quá thì người ta cập nhật cái phiên bản phần iOS 16 lên là bây giờ chụp hết kêu rồi đây chụp một ngàn tấm cũng không kêu đây mà không cần phải chụp like đâu nhá thì tắt like đi cũng không kêu nhá thoải mái ok chưa thoải mái hết kêu rồi cho nên không phân biệt nữa nhá không phân biệt đối xử nữa và con này là bộ nhớ 64 g màn hình 5 in 8 và đây là con iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro 11 Pro cấu hình thì tương đương với lại 11 Pro Max nhưng màn hình hiển thị thì bằng với XS thôi 5 in 8 các bạn nhé máy nhỏ gọn chuẩn vào đây mình còn một máy màu gold đẹp chất full mọi chức năng giá bán 10 triệu 3 Binzin con này cũng được tới 87% Pay các thứ là đầy đủ cam kết Bao zin nguyên bản nhà sản xuất Binzin 87 khá chất đó Và giá bán của nó là 10 triệu lẻ 3 Có một máy thôi nhé Mình lưu ý là mình chỉ báo giá máy không Tức là chỉ có mỗi máy như thế không tặng kèm sạc và phụ kiện Ai có rồi tận dụng xài Ai chưa có có thể mua thêm Chứ mình không cho, không tặng, không biếu Bởi vì có ai cho mình cái gì đâu đúng không có khi nào các bạn tự điện cho nhật nam ở nhật nam mới đưa tài khoản nên cho em 1 triệu xài cho em 1 triệu đi uống cà phê đâu đó khổ vậy đó mình cũng phải làm kiếm tiền cho nên mình cũng không có sạc để tặng cho các bạn được nha các bạn là khách hàng là thượng đế là những người gọi là mang đến cái uh, nguồn lợi nhuận cho mình đấy thì các bạn là những người có tiền còn mình đâu có tiền đâu mà dám ho đúng không mình nghèo mình mới phải làm kiếm tiền mình đã làm kiếm tiền mình lại còn đi tặng cho khách nữa thì thì thì, thì 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 thì, nó đâu có còn cái ý nghĩa nữa đúng không nó không còn ý nghĩa khách hàng là 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 giống như là khách hàng khi mà mình làm được một cái điều gì đó cho khách hàng thì khách hàng bo cho mình khách hàng tặng cho mình đó nó hợp lý hơn là cái chuyện mà mình đã làm cái gì đó mình đã bán máy zin cho khách hàng mình đã bỏ công sức để trau chuốt vào cái sản phẩm kiểm tra cái sản phẩm để bán cho khách hàng sau đó mình lại phải bỏ tiền túi ra để tặng một cái gì đó cho khách hàng thì mình thấy nó bất công thật sự tính mình nó vậy sản phẩm là chi kỷ mình làm cho khách hàng mình chả mong được tiền bo thì thôi đúng không thì thì chả có cớ làm sao mình phải tặng cho khách hàng chính vì vậy mình bán không tặng sạc đấy mình bán không tặng sạc ai cần thì mua đúng không nhu cầu ngứa chỗ nào gãi chỗ đấy rồi tiếp theo thì giới thiệu đến sản phẩm 12 Pro Max màu xanh 12 Pro Max màu xanh đặc biệt lần này về cái phiên bản 256 g thì rất là keng. Phiên bản 128 g thì không không được keng bằng nhá. Tuy nhiên đều zin nhưng đây là phiên bản 128 g keng. Thì trên tay mình lúc này đây là một con máy màu xanh để mình xem còn pin không. Ok, mở nó lên. Xem con nào. Ở à đây con này đang mở sẵn thì mình review trước đi. Con này là màu đen. Con này là màu đen đẹp leng keng xà beng đấy các bạn thấy. Nói chung là đẹp như máy mới nhá đẹp không thì vết để gọi là hàng keng thì nó chỉ thua máy mới nửa điểm thôi. Nửa điểm thôi. Đấy. Không khác gì máy đập hộp luôn á. Đập hộp ra cầm ba hôm y hệt như máy này thôi. Và đây, đấy là cái bề ngoài. 12 Pro Max này thì thông số kỹ thuật của nó bạn biết rồi cấu hình thì khủng rồi, màn hình thì 4 in màn hình thì 6 in 7, máy chất chuẩn ok. Và đây xem mã máy, bộ nhớ máy. Đây. 12 Pro Max mã Mỹ phiên bản 256 ghi bộ nhớ kiểm tra luôn cái uh, Face ID đi cho yên tâm trước mắt là kiểm tra cái màn hình xem zin không ok zin chuẩn chỉ nhá sau đó là kiểm tra đến cái Face ID đi đây này hôm bữa chắc có kiểm tra rồi đây này ok này nhận diện này đấy các bạn phải lắc này nhìn trên nhìn xuống nó bảo góc nào thì mình nhìn về góc đấy là nó quét ok rồi xong như vậy là Face ID ngon lành máy thì mình cứ cam kết là máy quốc tế đến chọn đời máy các bạn cứ yên tâm nhá còn tình trạng pin như con này thì pin nó 94 này pin 94 thì nó có cái giá bán là 18 triệu 900 18 triệu 900 các bạn lưu ý đây là bản 256 g nhá ba camera con này khá chất camera to chuẩn 12 Pro Max nói chung là không ngại một cái ứng dụng nào ở thời điểm hiện tại và nói trắng phớ ra thì gọi là chẳng ngại bố con thằng nào đấy tiếp theo là cái màu xanh này thì lên nguồn đây rồi cái màu xanh này máy keng như máy mới như máy đó luôn phải cùng một đợt hàng đây không chê vào đâu được đố bạn tìm thấy chỗ nào để chê nhá máy chất hàng chất tiền chất nội thất bên trong thì sao cũng thế thôi cũng mã mỹ hai trăm năm sáu đây ok đây hai trăm năm sáu đây chuẩn chỉ màu xanh và con này chắc chắn màn cũng zin chuẩn ok vay id cũng đầy đủ ngon lành đấy không bán máy lỗi không bán máy lốc chỉ bán máy zin chuẩn đó là phong cách của di động nhật nam nhập nguyên con về kể cả chết pin cũng phải zin đúng không sống thay người chết thế xác xác pin bảo trì là phải còn phải về tự mở ra thay không tin bố con thằng nào, nào cả chúng nó thay sẵn rồi nó sửa luôn nó tiện tay nó sửa luôn cái men thì sao các bạn đấy rồi tiếp theo là tình trạng pin con này pin còn 90 phần trăm thì cũng thuộc dạng hàng nước một hàng tuyển và con này có giá bán là 18 triệu 700 nghìn con màu xanh màu xanh đẹp lắm các bạn ạ đẹp tuyệt tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi con nào review xong mình xin phép tắt nguồn để lần sau có pin review tiếp chứ cái tình hình nhiều bạn khó tính và review mà không mở nguồn lên thì không chịu không chịu mua khổ lắm khổ lắm nhưng phải khổ vừa các bạn ạ đấy tắt hết nguồn đi nhá rồi ok tiếp theo là có một con màu gold màu gold thì các bạn biết là cái dòng iphone thì màu gold mình chả hiểu nó có một cái ma lực nào mà cái sức quyến rũ của màu gold nó lại cao đến như thế ai mua cũng đòi mua màu gold thế là giá của nó cứ bị đội lên và cụ thể con này đắt hơn 300 trăm con này là 19 triệu Đây màu gold tình trạng pin 90% 256 ghi Máy thì đẹp lồng lộn rồi Keng Không tìm thấy một cái chỗ nào xấu nha. Nói thật mua về xài cầm trên tay chỉ có sướng tay thôi Giá thì cũng cực kỳ là ok Đây Face ID thì ngon lành cành đào ừ. Ok Hôm nào để dâu ria sồm xàm có hai anh chị kia ở ngoài Long Khánh lên, lên xem clip tưởng mình 50 tuổi rồi. Ôi rồi ôi mới có 40 thôi. Và đây, pin 90 đây cho xem pin luôn. Đấy. Lưu ý là mình không bao giờ chụp ảnh qua Zalo cho các bạn nhé Các bạn đừng yêu cầu điều đó. Nó là một cái gì đó giống như là mình thấy là mình dị ứng rồi. Là mình hết muốn bám rồi nói chung là ai mà cứ kiểu như không muốn mua hàng của mình thì cứ việc vào nhắn tin và chụp cho em vài tấm ảnh là thôi coi như chúng ta không đến được với nhau chúng ta không thuộc với nhau đúng không 256 ghi à, mình bán 3 4 năm nay trên YouTube online mình không có chụp ảnh nên là thấy bạn nào mà đời chụp ảnh là mình mình thấy nó khá là dị ứng đấy các bạn rồi ok à, chuyển phẩm sang con màn hình rất là nhỏ 4 in 7 iPhone 8 nhỏ nhé iPhone 8 nhỏ thì mình để xem con này là Trước mắt là ngoại hình đi Ngoại hình 8 nhỏ này cũng lâu năm rồi Nên nguyên zin nó chỉ được 99% thôi Con này khá đẹp 99% iPhone 8 nhỏ bạn nhé 99% thôi Đấy đẹp màu đen Tương đối đẹp này, Chuẩn như thế này Chất nhìn nước cất luôn 8 nhỏ này thì màn hình nó có 4 in 7 thôi Nhưng cũng là máy chuẩn quốc tế nhé Mình là không bán máy lốc Đó là sự cam kết rồi Chỉ bán máy nhập nguyên con zin pin chết về tự thay. Đấy chấp nhận như vậy iPhone 8 thường, iPhone 8 nhỏ màn hình 4 in 7, bộ nhớ 128 GB luôn, 128 GB là phiên bản hiếm nha. Các bạn sẽ ít gặp lắm, chủ yếu con này là các bạn sẽ thấy bản 64 GB là nhiều thôi. Và đây. Con này dòng này thì màn hình chữ nhật nên là nó vẫn còn nút home. Vẫn còn nút home thì chúng ta sẽ phải kiểm tra cái gì? Các bạn sẽ quan trọng là cái dấu vân tay đúng không? Đây mình không bán máy lỗi lầm nhá thích dấu vân tay hay vân chân thì chơi hết ok đấy chuẩn chỉ ngon lành ha đấy, cứ thế mà cài thôi làm theo hướng dẫn mà cài thôi tiếp theo thì con này zin nguyên bản nhập nguyên con về pin chỉ còn có 81 thôi mình thấy vẫn dùng được tuy nhiên thì 81 thì chắc chắn nó phải kém rồi đấy dùng thì gọi là dùng được ok chuẩn nhưng các bạn nào thích thay pin thì thay còn không thay thì cứ mua như thế này đảm bảo nó zin nguyên con chưa mở ra luôn Đấy, dinh ốc, dinh áp nguyên con và pin thì 81% thì bạn nào thích á Mua nguyên zin như này về mai mốt tự thay pin Dòng này thì cũng dễ thay, xem mấy cái video hướng dẫn là thay được Và giá bán của nó pin ở tình trạng pin 81 này là 3 ,6 triệu 6 các bạn nhé Lưu ý đây bản 128GB hàng 99, thì khá đẹp pin 81 3 ,6 triệu 6 Nét căng, rẻ thối luôn Đấy, 3 ,6 triệu 6 Các bạn đi tìm một con mà như thế này là rất là khó nha còn bên mình thì có hỗ trợ thay pin Loại pin dung thừa, dung tích Thường giống như theo như đúng trong máy Không phải là pin trâu Thì là mình sẽ cộng thêm là 200 nghìn Còn nếu mà bạn nào mà muốn thay pin trâu con này thì Cộng thêm 270 nghìn các bạn nhé Đấy tính sát giá cho các bạn luôn Đó, ai thích thì chơi Có một con thôi, chẳng còn nhiều Rồi tiếp theo là có một con cũng 4 in 7 Và các bạn nhìn thấy nó cũng giống iPhone 8 không Đây nhìn nhỏ như nhau Tuy nhiên thì nó là cái dòng cao cấp hơn, nó là SE 2020. À con này thì so với con kia nó một trời một vực rồi, bởi vì con này là chạy chip A13 cơ mà, chạy chip A13, RAM 3 và con này bộ nhớ cũng 128 GB. Đã thế lại là con SE hàng chính hãng các bạn. Đây. Hàng chính hãng luôn các bạn nhé. 2020, phiên bản 128 GB. Máy chuẩn chỉ chất, ngon lành cành đào nguyên zin vân tay vân chân gọi là đầy đủ đó màn hình đây màn hình zin đẹp cực kỳ tuyệt vời ông mặt trời đây chu tông chu tổng là ok ngon lành cành đào pin con này thì cũng còn 81 nhưng mà xài rất là trâu bởi pin đắt khá mới xài rất là ngon thì bạn nào thích thay thay không thay thôi và ở cái tình trạng này thì mình bán cho bạn là 5 triệu còn con này nếu các bạn thay pin bình thường là 230 còn thay pin châu là 300 mình hỗ trợ thôi nhá đó chứ không tính công chứ pin châu nói thật 300 con này thì không có đâu giá mua cục pin còn chưa được pin châu nó đắt lắm nha đó rồi tiếp theo tiếp theo thì nhiều bạn hỏi 11 một hồ mắc lắm nhưng mà hỏi xong cái chế đắt đắt thì nó sát ra miếng thôi hàng zin thì nó phải đắt thôi còn hàng thay màn hình rồi thì nó phải rẻ đúng không ok đây là hàng zin nguyên con xs max 64 mươi XS Max này là màn hình của nó là 6 in rưỡi các bạn ạ 6 in rưỡi các bạn nhé a à, 11 Pro Max <laughs> Nói nhảm nhiều quá nó quên 11 Pro Max mã Mỹ 64GB Tình trạng zin nguyên bản này Đây Các bạn biết là khi mà review đầy đủ chi tiết Và mà mở màn hình lên như thế này á, Nó rất tốn thời gian Và nói dài nói dai Thành ra nói dài Đấy Thực okay, kệ không sao Cố gắng này ok phê đi đây mọi người xem mình lâu rồi thì chắc chắn cũng không cảm thì có chỉ có vài à, đối tượng người ta không ưa gì mình lắm thì người ta mới ấy thôi người ta mới gọi là vào phê phán thôi chứ còn bình thường anh em quý mến mình thì có mà nhấn like ủng hộ mình liên tục đúng không anh em nào chưa nhấn like thì nhấn like ủng hộ mình đi nhớ chia sẻ với nhiều người khác nữa nhé cài okay, vậy là các bạn biết là vân tay à, phê đi ok rồi chuẩn chỉ ngon lành máy zin 6 in rưỡi 11 Pro Max thì cái sản phẩm 64g này là giá 12 triệu 200 ,000. máy cam kết là zin nguyên con nhập ngoại nhá đấy ngoại mà nhập nội đấy đẹp chuẩn 99 chất không chê vào đâu được và đừng quên tắt nguồn để lần sau còn có pin mà review rồi tiếp theo con này con này không biết bao nhiêu ghi đây để xem này như 256 ghi còn duy nhất một con 256 hết hàng đó. Và mình cũng lưu ý với các bạn rằng thế này những bạn mà ưa so giá ấy, thì các bạn cứ thấy đâu rẻ mua không cần điện đến bên mình để trả giá hoặc là báo cáo cho mình biết là ở đâu bán rẻ hơn mình đâu nhá. Mình biết thị trường như thế nào mình biết nhá. Mình cảm ơn các bạn nhưng mà thôi không cần thiết nó tốn tiền điện thoại của các bạn nhá, nó tốn thời gian của mình các bạn cứ thấy đâu rẻ bạn mua đấy không cần điện đến thông báo cho mình mình rất là cảm ơn cái tấm chân tình nhưng mà mình không cần điều đó nha đây mã mỹ 256 trăm màu đen máy cũng chuẩn chỉ chắc chắn là máy zin mình chỉ bán máy zin mà đấy. máy không zin mình trả lại ngay mình trả tội gì ôm rơm cho dặm bụng không mình đi bảo hành cho khách chứ có phải là cái đối tác của mình nó bảo hành cho khách đâu đấy chuẩn chỉ luôn ngon lành và con uh, 256 trăm này thì ngày hôm nay mình bán cho các bạn là 13 triệu bảy 13 triệu 7 nhé còn con thôi nguyên zin 99 phần trăm nguyên bản nhé mã Mỹ 256 ghi đấy màu đen có mỗi cái màu đen thôi ngoại hình 99 phần trăm chuẩn chỉ nhá đấy đẹp cực kỳ luôn Nói chung mua máy bên mình chỉ có nghĩ thôi còn không thích thì thấy đâu rẻ cứ việc mua không cần thông báo cho mình nhá mình có ế thì kệ mình mình ế thì mình cứ review cho các bạn xem chơi cho vui cho sướng mắt xong ngồi đấy mà cười có cái gì đâu cứ xem như mình làm trò cười cho hạ đi đúng không mình bán đắt không ai mua đi đúng không bận tâm làm gì cứ điện đến cho mình ở chỗ a chỗ b nó bán rẻ nhưng mà em cảm thấy không tin tưởng em thích mua của anh anh có thể bớt bán bằng bên đấy không Ôi giời. thế thì khác gì bảo mình thôi, thôi bán nhà đi rồi đi buôn hàng zin so như thế nó khập khiễng các bạn nhé không cần thiết đỡ tốn công nói thẳng luôn cái này là giống như đuổi khéo ấy. đúng không thấy đắt thì kiểu như là thôi đừng mua điện đến làm gì cho mệt dẫn đến trả giá mất thời gian tốn hơi mình tính mình nói thẳng vậy thích thì chơi thích thôi buôn bán kiếm tiền bỏ công sức bỏ vốn ra làm để kiếm lãi chứ không phải là đi xin ai cả thì còn lên mạng xã hội mà kêu gào than khóc và xin xỏ rủ lòng thương thì mình nói thật đấy thì lạm phát chết thế thì ai tạo ra giá trị thạnh dư đúng không Rồi ok ngon lành hết các bạn ạ Và con này màu gì đây Con này màu trắng Chắc chắn là cũng nguyên gì Con này 64GB các bạn nhé Như vậy là chúng ta sẽ còn màu trắng 64 Màu đen 64 và màu đen 256 Của cái sản phẩm 11 Pro Max các bạn nha 64GB còn hai màu Mình tổng đúc kết lại giá này 12 triệu 200 một máy Màu trắng màu đen như nhau Và 256GB Chỉ còn màu đen là 13.700. Tất cả là mình báo giá máy trần, mình cam kết máy zin bảo hành cho bạn 6 tháng một đổi một nhá. Tiếp theo nữa đây thì mình có 10 12 Pro Max bản 128 GB các bạn ạ. Con này đây cũng kiểm tra rồi. Kiểm tra rồi nên này xong quên chưa tắt nguồn Bây giờ nó vẫn còn nguồn đây, gần hết pin luôn, pin đỏ luôn ha. Đấy, mình hay quên lắm. Rồi chắc chắn là hình như cũng mã Mỹ, đúng rồi, mã Mỹ 128 GB. Thì con 128 GB màu xanh này hàng chuẩn zin 99% không được keng như hàng 256 nhé không được keng nhưng mà không cấn móp không cái gì đâu nói chung là ok chuẩn chỉ về thông số kỹ thuật thì ngon lành cũng cam kết là nguyên zin không có uh, thua kém gì hết và giá bán của nó là 17 triệu con màu xanh này nhé 17 triệu 12 Pro Max 128 g 17 triệu và có một con màu gold cũng như là một con màu gold duy nhất thôi cũng 128 g thì con này cũng là à con này đắt hơn uh... Tôi đắt hơn 300 thì các bạn dễ mua, đắt hơn đỉnh đắn hơn 500 nhưng mà thấy hơi mặn. Lại mất công bỏ thêm nước thì nó lại nhạt đúng không? Ok, mã Mỹ 128 ghi màu gold đây, cũng nguyên zin đây. Đấy. Chất không chê vào đâu được nhá, ngon lành cành đào, mượt mà êm ái. Và giá bán của nó đối với con màu gold này là 17 triệu 3, 17 triệu 300 000 các bạn ha. Và còn một xanh, một gold. 12 Romax 128 đấy, tiếp theo là XR giờ này con này con hàng pin à... châu màn hình 6 in mốt vừa tầm tay nói chung nó là ở cái cỡ tầm trung trung và con này chơi game rất là sướng cái này là các game thủ đánh giá chứ không phải mình nhá mình không biết chơi game máy thì cũng là máy zin nguyên bản nhà sản xuất và giá là 5 ,8 triệu 8 mình còn đúng một máy màu đỏ thôi zin đẹp 99 phần trăm chuẩn chỉ ok và cuối cùng trong clip này giới thiệu đến các bạn con 11 11 thường màu xanh máy đẹp len keng xà beng chuẩn chỉ và con này có giá là 8 triệu rưỡi Vin Châu cấu hình khỏe màn hình 6 in mode như là XR nhưng mà hai camera sau. Máy cực kỳ là chất các bạn nhé, iPhone 11 màu xanh. đó Chắc chắn rồi, máy zin, bên mình là không biết bán máy thay màn hình, không biết bán máy đã sửa chữa đâu. Các bạn cứ yên tâm nhé. Yên tâm về điều đó, uy tín của Nhật Nam và chất lượng của Nhật Nam thì nhiều người biết rồi. Bạn nào chưa biết đăng ký kênh theo dõi lâu dài hơn thì sẽ biết. iPhone 11 thường 64GB màu xanh, máy đẹp chuẩn keng zin nguyên bản nhà sản xuất giá là 8 triệu rưỡi còn một máy rồi à, video khá dài cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi à, thì bạn nào kết sản phẩm nào liên hệ đến mình qua số điện thoại 0979 78 2366 hoặc là 0367 709 123 để đặt cọc mua hàng các bạn nhé ngoài ra các bạn xem kênh ủng hộ mình bằng cách nhấn like chia sẻ video đến nhiều người khác ai chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác chọn mua những sản phẩm chất lượng và được chế độ bảo hành uy tín một đổi một trong vòng 6 tháng tại di động Nhật Nam nhé. Cảm ơn các bạn. À, chúc các bạn thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.